cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được chủ đầu tư là tập đoàn Sun Group khởi động xây dựng vào đầu năm 2015 theo hình thức BOT với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ninh đầu tư 700 tỷ đồng cho việc giải phóng mặt bằng. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là một trong hai dự án hạ tầng hàng không được đầu tư theo hình thức BOT, được xây dựng trên diện tích đất 320 ha tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sân bay nằm cách trung tâm thành phố Hạ Long khoảng 50 km, cách thành phố Cẩm Phả gần 20 km. Đường băng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với kết cấu hạ tầng bê tông 2 lớp, cốt thép chịu lực. Đường băng cho phép các loại máy bay thân rộng lớn như Boeing 787, Airbus A350 cất hạ cánh bình thường. Riêng sân đỗ máy bay có thể sử dụng tối thiểu 4 chiếc Boeing loại hiện đại nhất hiện nay thuộc dòng thông thường như Airbus A321. Theo chủ đầu tư, hiện công trường có cùng lúc 5 nhà thầu xây dựng thực hiện dự án, cùng với đường băng, sân đỗ máy bay và nhà ga hành khách cũng đang được xây dựng. Nhà ga hành khách giai đoạn 1 quy mô 25.000 m², công suất 2,5 triệu lượt hành khách trên một năm. Về dân sự, sân bay được quy hoạch là cảng hàng không cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, về quân sự là sân bay cấp 2. Đầu tháng 2 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương điều chỉnh quy mô cảng hàng không Quảng Ninh thành cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đầu tháng 10 năm 2017, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải vừa thống nhất việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Vân Đồn theo hướng kéo dài đường băng, nâng cao khả năng vận tải hàng không, đáp ứng yêu cầu sân bay lưỡng dụng. Đến nay, đường băng dài 3,6 km đã cơ bản hoàn thành. Nhà đầu tư Sun Group đang khẩn trương thi công nhà ga, cáp điều khiển không lưu và một số hạng mục khác. Dự kiến, cảng hàng không Quảng Ninh sẽ được khai thác vào tháng 4 năm 2018.